Còn người ta, khi bước trên đường đời thường mãi mê kiếm tìm hạnh phúc và bình yên trong vật chất, mà quên mất rằng đôi khi hạnh phúc và bình yên phụ thuộc vào chính tâm hồn và trái tim của bạn. Nếu bên trong thật bình an và vững chãi, thì dù có sóng gió, nghịch cảnh, bạn vẫn cảm nhận được bình yên và hạnh phúc chân thật của cuộc sống. Cùng Gumi lắng nghe một câu chuyện ý nghĩa và thiết thực, một câu chuyện thú vị, chứa đựng bài học nhân văn sâu sắc. Xưa, có một vị vua trèo thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức, và ông phải chọn lấy một bức tranh đạt giải. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh, soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh trông chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy bên cạnh dòng thác nước là bụi cây nhỏ mọc trên một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Ở đó, mặc cho bầu trời kia sấm chớp giận dữ trút mưa giữa thác nước đang gào thét, con chim mẹ vẫn an nhiên trên tổ của mình. Bình yên thật sự, ta chấm bức này, nhà vua tuyên bố. Bình yên không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn ào, không gặp rắc rối, không khó khăn cực nhọc gian nan vất vả. Bình yên là khi đang trong phong ba bão táp, bạn vẫn cảm nhận được yên tĩnh nơi tâm mình. Đó mới chính là bình yên thật sự. Bạn hãy sống và làm việc với một trái tim bình yên, tìm cho mình sự bình yên đích thực. Người ta thường nói, hãy tặng một bông hồng để lại một mùi thơm còn sót lại trên tay. Bạn càng cho đi, cuộc sống của bạn càng phong phú và có ý nghĩa. Hãy cùng Gumi nghe qua câu chuyện sau đây để thêm yêu, biết ơn cuộc sống này nhé. Câu chuyện cậu bé mù. Một cậu bé ăn xin bị mù cả hai mắt đang ngồi ở bậc thềm của một tòa nhà. Phía trước cậu là một cái mũ, trong đó có vài đồng tiền lẻ. Một tấm biển được viết bằng dòng chữ ngoệt ngoẹt ngay bên cạnh chiếc mũ. Tôi mù, làm ơn giúp tôi. Một doanh nhân đi qua, anh lấy trong ví của mình mấy đồng, rồi để vào trong mũ cậu bé. Sau đó, anh lấy tấm biển quay ngược nó lại, viết lên đó mấy chữ và để nó vào vị trí cũ. Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé đã đầy tiền. Buổi chiều hôm đó, doanh nhân nọ quay lại chỗ cậu bé mù. Cậu bé nghe bước chân và nhận ra đó là người đã thay đổi tấm biển của cậu. Cậu liền hỏi, có phải ông là người đã viết gì đó lên tấm biển của tôi không? Ông đã viết gì thế? Người đàn ông bèn đáp, chú chỉ ghi ra sự thật mà thôi. Những gì chú ghi ra trên tấm bảng cũng giống như cậu cháu đã ghi, nhưng chỉ theo một cách thức khác thôi. Người đàn ông đã viết trên tấm bảng như sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không thấy được. Một, những người bạn tuyệt vời và những điều đáng quý. Hãy biết ơn những giá trị tốt đẹp mà người khác dành cho bạn. Biết ơn những gì bạn có, những người yêu thương bạn, quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ có ý nghĩa như thế nào với bạn, cho đến khi họ không còn bên cạnh bạn nữa. 2. Những người làm bạn tổn thương. Hãy dành thời gian cho những người mà bạn yêu thương,
thay vì mất đi thời gian quý báu để thù ghét người đã làm bạn đau. 3. Những điều khác biệt. Nếu bạn nhận ra mình có điều gì đó khác biệt tuyệt vời thì đừng thay đổi nó. Sự duy nhất là điều tuyệt diệu. Đừng cố gắng thay đổi mình để giống với những người khác. Hãy giữ lấy những gì là của riêng bạn. 4. Hạnh phúc và những điều tồi tệ. Một ngày tươi đẹp đem đến cho bạn niềm hạnh phúc. Sự thất bại cho bạn những bài học kinh nghiệm. Những điều tồi tệ nhất đem lại những bài học tốt nhất. Hãy luôn trân trọng cuộc sống của bạn mỗi ngày. 5. Những điều tốt. Những điều tốt nhất trong cuộc sống luôn ở trước mặt bạn. Đó đều là những điều hết sức đơn giản. Ví dụ như tận hưởng cảm giác ngắm hoàng hôn trên biển hay dành thời gian cho những người thân yêu. Hãy tận hưởng những giây phút đáng giá ấy. Một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc khi bạn đã từng trải qua nó. 6. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả. Xung quanh bạn, những người bận rộn đông hơn những người làm việc hiệu quả. Trong khi bận rộn, nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy sống động hơn bất cứ lúc nào. Nhưng đó là vì bạn chưa biết làm thế nào để sắp xếp, đặt ưu tiên và nói không khi cần thiết. 7. Thất bại và thành công. Thất bại luôn xảy ra trước khi thành công. Những sai lầm hầu như không thể tránh khỏi. Đôi khi, mọi người phải sai trước khi nó trở thành đúng. 8. Người không phù hợp. Một số người không phù hợp với bạn, hãy đủ can đảm để thoát khỏi những người luôn kéo bạn xuống. Hãy giữ mối quan hệ với những người đem đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực. Những người năng động, truyền cảm hứng để làm cho bạn tốt hơn. 9. Mọi thứ đang thay đổi, mỗi giây. Hãy chấp nhận những thay đổi, có thể tốt hơn hoặc tệ hơn với một sức mạnh không thể đoán trước được. Và những sự kiện này luôn xảy ra với ai đó ngay bây giờ. Cuộc sống cho ta điều gì? Cho dù đó là tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi. Vì vậy, hãy tận hưởng nó. Hạnh phúc chỉ đến với những ai tận hưởng những gì họ đang có. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.